Thủ tướng Orbán, các quan chức EU dẫn phương Tây đến một cuộc chiến vô vọng. Các nhà lãnh đạo EU quan liêu ở Brussels đã đưa phương Tây đến một cuộc chiến vô vọng và muốn chuyển cuộc chiến sang Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố. Ai cũng thấy nhưng giả vờ như không thấy. Ông Orbán phát biểu hôm 13 tháng 10 đã đến lúc nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu, các nhà quan liêu ở Brussels đã đưa phương Tây đến một cuộc chiến vô vọng. Theo ông, giờ đây họ muốn công khai lôi toàn bộ liên minh châu Âu vào cuộc xung đột bản chất kế hoạch chiến thắng của họ là mở rộng xung đột theo kế hoạch ukraine ngay lập tức nhận được lời mời gia nhập nato chiến trường được chuyển sang lãnh thổ nga ông oban phân tích một phần kế hoạch là sau khi giành chiến thắng ở mặt trận phía đông ukraine sẽ tiếp quản vai trò của mỹ đảm bảo an ninh cho toàn châu âu bằng quân đội được tăng cường của mình tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của ông tới các nhà lãnh đạo mỹ châu âu cũng như quốc hội ukraine các quan chức và chính phủ của nhiều nước phương Tây đã nhắc lại cam kết ủng hộ Ukraine và sẽ xem xét kế hoạch. Song các chuyên gia và nhiều nguồn tin giấu tên từ các chính phủ phương Tây cho rằng kế hoạch này không được hoan nghênh. Tổng thống Putin trật tự thế giới đa cực là không thể đảo ngược. Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh Brics tại thành phố Kazan, miền trung nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh trật tự thế giới đa cực không thể đảo ngược đang được hình thành. Quá trình hình thành trật tự thế giới đa cực đang diễn ra một quá trình năng động và không thể đảo ngược, Tổng thống Putin phát biểu tại hội nghị với sự tham gia của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Theo nhà lãnh đạo Nga, Ritz đang tăng cường quyền lực của mình trong các vấn đề quốc tế. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đồng thời kêu gọi các thành viên trong khối xem xét cách họ có thể giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm các xung đột khu vực gây gắt. Tổng thống Putin cũng ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ và quan hệ đối tác chiến lược của Moscow với các đối tác trong các cuộc hội đàm hôm 22 tháng 10 với các nhà lãnh đạo bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hội nghị thượng đỉnh RIS lần thứ 16 có sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 lãnh đạo quốc gia cùng lãnh đạo của 6 tổ chức quốc tế. Đây cũng là hội nghị đầu tiên của RIS theo định dạng mở rộng gồm 9 nước, ngoài Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, còn có thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Nga trong ngày 23 tháng 10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh risk chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này sau hơn 2 năm. Tổng thống Zelensky bất ngờ đổ lỗi cho Đức sợ Nga Đức không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại phản ứng của Nga, nhưng sẽ đi theo sự dẫn dắt của Mỹ tổng thống ukraine zelensky tuyên bố tổng thống ukraine gần đây đã trở về từ chuyến công du tây âu và mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với nga trong khi mỹ và các đồng minh hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược nhưng nhìn chung họ không tán thành kế hoạch chiến thắng của ông zelensky tôi nói mọi thứ theo cách tôi thấy chứ không phải theo cách mà ai đó muốn phía đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập nato và đó là sự thật ông Zelensky nói với các phóng viên tại Kiev ngày 21 tháng 10. Ông thừa nhận rằng Đức chỉ đứng sau Mỹ về mặt viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng lập luận rằng chính quyền ở Berlin lo sợ chủ đề NATO, Đức, khi nói đến phản ứng từ Nga, đó là sự thật. Ông Zelensky cho biết Mỹ ảnh hưởng đến quan điểm của Đức trong các vấn đề liên quan đến Ukraine. Ông nói thêm rằng Kiev tin rằng NATO đang trải qua quá trình thống nhất quan điểm về vấn đề tư cách thành viên của Ukraine điều này cũng sẽ có tác động đến hungary và slovakia chẳng hạn budapest và bratislava đã công khai phản đối ý tưởng kết nạp kiev vào nato thủ tướng slovakia robert fico thậm chí còn nói rằng ông sẽ phủ quyết động thái này chừng nào ông còn nắm quyền vì nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới ông zelensky cũng tuyên bố rằng anh pháp và ý đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch chiến thắng nhưng tất cả các đồng minh của mỹ ở châu âu đều đang chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống mỹ trước khi cam kết công khai ukraine đã mong đợi một lời mời gia nhập nato vào năm ngoái và việc không nhận được lời mời đã khiến ông zelensky phải đưa ra lời đe dọa mối quan hệ của ông với mỹ trên các phương tiện truyền thông xã hội vào thời điểm đó nato đã thông qua một tuyên bố nêu rõ rằng kiev sẽ trở thành thành viên khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng công thức đó cũng được giữ nguyên trong tuyên bố của năm nay mặc dù có điều kiện là con được gia nhập nato của ukraine là không thể tránh khỏi Nga đã ra tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài quy chế trung lập cho Ukraine và nếu không phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, Kyiv sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngày 21 tháng 10, đại diện của Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia, phát biểu trước Hội đồng Bảo an nhấn mạnh Việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa giải nào. Tỷ phú Bill Gates có thể đã quyên góp 50 triệu USD ủng hộ bà Harris Tỷ phú Bill Gates được cho là đã quyên góp 50 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, theo New York Times. Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin hôm 22 tháng 10 cho biết, tỷ phú và nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây đã quyên góp khoảng 50 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Khoản quyên góp cho Future Forward, nhóm gây quỹ ủng hộ phó tổng thống Harris được cho là sẽ được dự kín vì ông Gates chưa công khai ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Theo New York Times, trong các cuộc trao đổi riêng tư với bạn bè và những người khác trong năm nay, ông Gates cũng đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các nguồn tin cho biết tổ chức từ thiện của ông Gates, Quỹ Bill Melinda Gates, rất lo ngại về khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch hóa gia đình và y tế toàn cầu nếu Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, tỷ phú Gates đã nhấn mạnh rằng ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong một tuyên bố phản hồi thông tin của new york times ông gates nhấn mạnh sự hợp tác lưỡng đảng của mình nhưng cũng nói rằng cuộc bầu cử lần này rất khác biệt tôi ủng hộ các ứng viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu tại mỹ và trên toàn thế giới ông gates nói với new york times tôi đã làm việc lâu dài với các nhà lãnh đạo chính trị nhưng cuộc bầu cử này thì khác có ý nghĩa chưa từng có đối với người mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới ông nói thêm trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin FANS24 vào ngày 7, thời điểm bà Harris trở thành ứng viên tổng thống mới của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, Tiefur Gates đã hoan nghênh sự xuất hiện của một người trẻ hơn có thể suy nghĩ về những vấn đề như AI, trí tuệ nhân tạo. Trong khi bà Harris bước sang tuổi 60 vào tuần trước, đối thủ của bà, ông Trump đã 78 tuổi và là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Vợ cũ của Tiefur Gates, bà Melinda Gates, trước đó đã công khai ủng hộ bà Harris theo Forbes, cho đến nay đã có ít nhất 81 tỷ phú ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, lại ủng hộ ông Trump. Ông Musk, người từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ trong quá khứ, đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Tỷ phú công nghệ đã ủng hộ ứng viên Donald Trump từ tháng 7 và xuất hiện cùng ông tại các sự kiện vận động tranh cử. Hãng tin Reuters cho biết, tỷ phú Musk đã quyên góp khoảng 75 triệu USD cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC ủng hộ ông Trump trong vòng 3 tháng qua, biến ông thành nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. 3 đến 4 tháng, kế hoạch mới nhất của Mỹ đối với Ukraine bị tiết lộ. Mỹ muốn Ukraine tiếp tục chiến đấu thêm vài tháng nữa trước khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Chuyên gia người Anh Alexander McCorrit cho biết trên kênh YouTube Doran. Ông nói, Mỹ đang làm mọi thứ để có thể đảm bảo rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ sau cuộc bầu cử mà còn sau khi Tổng thống mới nhậm chức. Vì vậy, họ muốn cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm 3 đến 4 tháng nữa. Theo chuyên gia, đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Ukraine dưới thời Tổng thống hiện tại. Đồng thời chuyên gia Mercuris nói thêm rằng cả lực lượng vũ trang Ukraine và các quan chức phương Tây đều hiểu rằng Ukraine đã thua trong cuộc xung đột. Trong bối cảnh hiện nay, quân đội Nga đang tích cực tiến quân ở Donbass như thư ký Hội đồng Bảo an Sergei Shoigu đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Russia 2 vào tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9, có thể giải phóng gần 1.000 km vuông lãnh thổ. Đồng thời mỗi ngày phía Ukraine có tới 2.000 người chết và bị thương. Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine dự báo những người lính Triều Tiên đầu tiên sẽ tới mặt trận cớt vào ngày 23 tháng 10. Kirill Budanov, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine, trong một bình luận trên The World Zone cho biết, chúng tôi tin rằng những đơn vị đầu tiên sẽ đến mặt trận cớt vào ngày mai. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ là có bao nhiêu binh lính sẽ đến và họ sẽ được trang bị như thế nào. Budanov nói thêm rằng thông tin chi tiết hơn sẽ có trong những ngày sắp tới. Bà Harris chuẩn bị cho viễn cảnh ông Trump tuyên bố thắng cử sớm. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà và đội ngũ đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với việc ứng cử viên Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump lập lại kịch bản tuyên bố thắng cử sớm. Trả lời câu hỏi phỏng vấn của NBC ngày 22 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ lo ngại về việc ứng cử viên của đảng cộng hòa donald trump có thể sẽ tuyên bố thắng cử sớm trước khi tất cả các lá phiếu được kiểm đếm và các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng có một người đó là ông trump ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công trụ sở quốc hội làm một số người thiệt mạng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng bà harris cho biết bà cũng khẳng định bà và đội ngũ của mình đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đối phó với tất cả tình huống phát sinh trong đêm bầu cử cũng như những ngày sau đó Chúng tôi có đủ nguồn lực, chuyên môn cũng như sự tập trung vào đó. Phó Tổng thống Mỹ Harris cho biết khi được hỏi về kế hoạch ứng phó nếu ông Trump tuyên bố thắng cử quá sớm. Bà cho hay đội ngũ của mình đã sẵn sàng phản ứng nếu ông Trump một lần nữa đưa ra cáo buộc vô căn cứ về một cuộc bầu cử bị đánh cắp nhằm đặt ngược kết quả bầu cử. Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris cũng bình luận nước Mỹ đã sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên. Bà lập luận người Mỹ quan tâm liệu ứng cử viên tổng thống có thể làm được gì cho họ hơn là giới tính của ứng viên. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống dù hàng chục nghìn lá phiếu qua thư chưa được kiểm đếm. Sau đó, ông không công nhận kết quả bầu cử và bị cáo buộc là xúi dục người ủng hộ xông vào trụ sở quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 để ngăn quốc hội công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Bầu cử Mỹ, Bộ trưởng Trừng phạt tiết lộ kế hoạch đánh cắp một tiểu bang dao động để giúp ông Trump. Những người bạn thân của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử ở Bắc Carolina nếu phần lớn cử tri của tiểu bang này chọn bà Kamala Harris làm tổng thống. Ivan Raclin, một người ủng hộ cựu tổng thống tự gọi mình là bộ trưởng trừng phạt của chính quyền ông Trump trong tương lai, đã chuẩn bị một kế hoạch để trao 16 phiếu đại cử tri của Bắc Carolina cho ông Trump bất kể kết quả bỏ phiếu ra sao. Raclin là một luật sư và cựu chiến binh. Ông có mối quan hệ chặt chẽ với những người trong vòng tròn thân cận của ông Trump, bao gồm Michelle Flynn cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, người đã được cựu tổng thống ân xá. Theo trang tin Rolling Stone, ông Reklin đã nói về kế hoạch của mình với khán giả tại chuyến lưu diễn Reawaken American Tour của những người theo chủ nghĩa dân tộc cờ đốc giáo vào cuối tuần qua tại Selma, Bắc Carolina, sau khi được Flynn giới thiệu. Ông Reklin cũng tuyên bố sự tàn phá của cơn bão Helen có thể làm giảm tỷ lệ cử tri Cộng hòa tại tiểu bang này và giúp đảng Dân Chủ giành lợi thế vào ngày 5 tháng 11. Vì vậy, Ông đã yêu cầu đám đông gây sức ép buộc ban lãnh đạo cộng hòa của tiểu bang phải bỏ qua kết quả có lợi cho Đảng dân chủ. Cụ thể, những nhà lãnh đạo mà ông đề cập là chủ tịch hạ viện bang Bắc Carolina Tim Moore và phó thống đốc Mark Robinson. Kế hoạch của ông Racklin có liên quan tới việc cơ quan lập pháp tiểu bang phản ứng nhanh chóng vào tháng 1 năm 2025 trước khi kết quả bầu cử được quốc hội chứng nhận, nhưng chỉ khi ông Trump thua. Nếu kết quả hợp pháp, chúng ta không cần phải lo lắng đúng không? Tuy nhiên, ai chắc chắn rằng kết quả đó hợp pháp? ông Raclin nói với khán giả ủng hộ. Raclin nói với đám đông hãy áp dụng động lực cần thiết cho Đảng Cộng hòa của tiểu bang, những người kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp bằng cách nói với các thượng nghị sĩ và đại diện rằng họ có nghĩa vụ chính trị phải khắc phục cuộc bầu cử bất hợp pháp. Theo kế hoạch dự kiến của Raclin, quá trình này sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng xã hội Rumble và X của tỷ phú Elon Musk, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng giới truyền thông cánh tả cấp tiến sẽ bắt đầu khóc. Kế hoạch của Raclin có vẻ xa vời, nhưng nhà báo Hafi Rashid của tờ The New Republic cho rằng ngôn ngữ bí ẩn của Raklin có thể kích động những người biểu tình ủng hộ MAGA, khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, cố gắng buộc cơ quan lập pháp của tiểu bang phải lật ngược một chiến thắng có thể xảy ra của Đảng Dân Chủ. Điều này có thể biến thành một cuộc bạo loạn như đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1. Tất cả phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch nửa vời của Raklin có nhận được sự ủng hộ hay không, hoặc liệu ông ta có bị vạch trần là một kẻ chuyên đi chôn hay không, nhà báo Rafi Rashid nhận định họ đang bị bao vây, tiết lộ chuyện xảy ra ở chiến trường nóng của Ukraine. Chuyên gia người Anh Alexander Mekoris cho biết trên blog YouTube rằng quân đội Ukraine đang bị mắc kẹt tại Selidovo và không thể rời khỏi thành phố. Ông lưu ý, quân đội Ukraine ở Selidovo hiện đang bị bao vây, họ thực sự đã bị chặn lại. Theo chuyên gia này, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất quyền kiểm soát con đường mà đáng lẽ họ có thể sử dụng để rút lui. Kết quả là quân Ukraine cũng đã mất nguồn cung cấp quan trọng để tiếp tục chiến đấu. Chuyên gia người Anh Mekoris giải thích. Có lẽ một số người trong số họ sẽ đầu hàng. Những người khác có thể gửi tin nhắn khẩn cấp về Kiev yêu cầu lệnh rút lui. Kiev sẽ nhất quyết tiếp tục trận chiến. Kết quả là họ sẽ quyết định tự mình rút lui, chạy trốn khỏi Selidovo với số lượng lớn. Nhà phân tích kết luận. Tuần trước thì người đứng đầu của DNR Denis Pushilin cho biết trên kênh truyền hình Russia 24 là có tất cả các điều kiện tiên quyết để bao vây thành phố Selidovo trong cuộc tiến công theo hướng Poprov. Trước đó, cố vấn của người đứng đầu DNR, ông Igor Kimarovsky cho biết quân đội Nga đã đưa Kurakovka và Selidovo vào thế gọng kìm. Tổng thống Ukraine muốn thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng Theo Financial Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có hành động tương tự. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự. Đề xuất này đã được các bên thảo luận trong các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian nhưng sau đó bị hủy bỏ do Ukraine tấn công vào vùng lãnh thổ Kurs của Nga. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình của Ukraine, các bên đã đưa ra một đề xuất nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Theo đó, chúng tôi không tấn công cơ sở năng lượng của Nga và ngược lại, Thỏa thuận này có thể khiến cuộc xung đột hạ nhiệt, Tổng thống Zelensky nói, ông cũng cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng theo Tổng thống Ukraine, đảm bảo an ninh năng lượng và tự do hàng hải sẽ là những dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột sớm kết thúc nếu Nga chấp nhận các điều kiện. Kể từ cuối năm 2022, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như một cách làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí và hậu cần quân sự. Đáp lại, Kiev đã triển khai máy bay không người lái tầm xa, tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở dự trữ nhiên liệu của Nga. Vào tháng 8, tờ Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết Nga và Ukraine được cho là sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar để thảo luận về việc đình chỉ các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng. Các cuộc đàm phán được đề xuất đã bị hủy bỏ sau khi Ukraine tấn công vùng Kursk vào tháng 8. Cuộc đàm phán sau đó đã bị hủy bỏ do phái đoàn Nga đã từ chối đến Doha dù Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Theo thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Sergei Shoigu, Moscow từng nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và các tàu hàng có liên quan đến Ankara. Nga cho biết sẵn sàng xem xét đề xuất này, nhưng Ukraine đã từ chối đàm phán. Quân đội Nga cũng nhiều lần báo cáo các vụ tấn công vào cảng của Ukraine để ngăn chặn các chuyến hàng vũ khí và đạn dược của phương Tây bằng đường biển. Israel đánh mạnh, lộ ra kho vàng bạc tiền khủng của Hezbollah giấu dưới hầm bệnh viện Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một bông ke ngầm đã được tìm thấy bên dưới một bệnh viện ở Beirut sau đêm công kích nhằm vào mạng lưới tài chính của Hezbollah. Trong buổi họp báo, người phát ngôn quân đội, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết bông ke chứa ít nhất 500 triệu đô la tiền mặt và vàng. Số tiền được lưu trữ ở đây có thể được dùng để tái thiết Liban, nhưng thay vào đó lại được dùng để tái thiết Hezbollah, ông nói. IDF cho biết bông ke tại Bệnh viện Đa khoa Sahed được cựu thủ lĩnh Hezbollah, Shay Hassan Naralat, người đã bị Israel giết vào tháng trước, xây dựng và được thiết kế để sử dụng lâu dài tuyên bố này được đưa ra khi israel tiến hành một loạt cuộc không kích vào beirut nhắm vào hiệp hội aqua ahasan một hệ thống ngân hàng mà nước này cho là do phong trào hezbollah có trụ sở tại liban điều hành không quân Israel đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công chính xác vào các thành trì tài chính của Hezbollah, Hagari cho biết trong một tuyên bố ngày 21 tháng 10, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng tài trợ cho các cuộc tấn công của nhóm này vào người Israel. Tuy nhiên, một mục tiêu lớn khác vẫn chưa bị tấn công là một bon kè được cho là của cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người mà IDF đã giết vào cuối tháng 9, người phát ngôn nói thêm Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực lên án các cuộc ném bom gần đây của Israel vào Beirut và miền nam Liban, nhằm vào các cơ sở liên kết với Hiệp hội Tài chính Aqua Ahasan. Các cuộc tấn công đã gây ra sự phá hủy rộng rãi đối với các tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như sự quảng loạn không thể diễn tả được và một làn sóng di dời khác trong số cư dân của những khu vực đó. Văn phòng, phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Trung Đông và Bắc Phi tuyên bố vào ngày 21 tháng 10, theo luật nhân đạo quốc tế, các đối tượng đóng góp về mặt kinh tế hoặc tài chính cho nỗ lực chiến tranh của một bên trong cuộc xung đột không thể được tuyên bố là mục tiêu hợp pháp và bị tấn công hợp pháp chỉ dựa trên cơ sở đó, cơ quan Liên Hợp Quốc khẳng định. Hezbollah và Israel thường xuyên đấu súng kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi phong trào Liban tuyên bố đoàn kết với người Palestine sau khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra. Vào cuối tháng 9, Tây Jerusalem tuyên bố giai đoạn mới của cuộc chiến và mở rộng hoạt động chống lại Hezbollah, tuyên bố rằng điều này sẽ giúp miền bắc Israel an toàn trước các cuộc tấn công của nhóm chiến binh này. IDF đã phát động một chiến dịch ném bơm và một cuộc xâm nhập trên bộ có giới hạn vào quốc gia láng giềng phía Bắc sau một loạt các vụ nổ điện tử cầm tay, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trên khắp Liban. Mặc dù Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan, nhưng hoạt động này được cho là do tình báo Israel dàn dừng. Theo Bộ Y tế Liban, tính đến ngày 19 tháng 10, gần 2.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Pháp thúc giục phương Tây triển khai vũ khí răng đe Nga trên lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết phương Tây nên cân nhắc nghiêm túc việc triển khai các vũ khí răng đe thông thường, có thể bao gồm các hệ thống tên lửa tầm xa trên đất Ukraine sau khi giai đoạn nóng của cuộc xung đột kết thúc. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TF1, LCI hôm 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu đã cân nhắc về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà nhà lãnh đạo Ukraine đã trình bày trước Quốc hội vào tuần trước ông Nui nói rằng nga cần phải bị ngăn chặn không tiến hành các hoạt động mới chống lại nước láng giềng sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện kế hoạch chiến thắng của ukraine kêu gọi có lời mời gia nhập nato ngay lập tức và dỡ bỏ các hạn chế của phương tây đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất để tấn công nga ông zelensky cũng đề xuất phương tây triển khai gói răng đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên đất ukraine để ngăn chặn nga sau đó, ông giải thích rằng gói này sẽ buộc Nga tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự hoặc cho phép phá hủy các mục tiêu quân sự của họ, đồng thời nói thêm rằng gói này nên bao gồm các hệ thống tên lửa. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Leclercy ca ngợi kế hoạch của Zelensky là sự khởi đầu của một con đường chính trị mà chúng ta phải đảm nhận để giúp đỡ Ukraine về lâu dài và đặc biệt là câu hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ông lưu ý rằng nếu kiev ký kết lệnh ngừng bắn với moscow điều này đặt ra câu hỏi về khả năng răng đe thông thường mà ông cho rằng sẽ ngăn cản một hành động xâm lược mới của nga ông nói thêm đây là một vấn đề cần được giải quyết ngay bây giờ bộ trưởng nhấn mạnh rằng ông tin rằng một ngày nào đó ukraine sẽ nói chuyện lại với nga nhắc lại rằng kế hoạch của ông zelensky giả định rằng ukraine sẽ chiếm lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay nga ông lekoni nói khó khăn của thời điểm hiện tại là chúng ta phải đảm bảo cân bằng lực lượng trong khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ra hiệu rằng Paris sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của ông Zelensky, thì một số quốc gia NATO lại tỏ ra kém nhiệt tình hơn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev hoặc hỗ trợ nước này nhanh chóng tiếp cận NATO, trong khi các quan chức Hungary cảnh báo rằng cách tiếp cận như vậy có thể dẫn đến leo thang nghiêm trọng. Các báo cáo truyền thông trước đó cũng chỉ ra rằng nhiều người ủng hộ phương Tây tỏ ra hoài nghi về lộ trình này, coi nó chẳng khác gì một danh sách mong muốn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ kế hoạch của ông Zelensky cho rằng Kiev đang đẩy các thành viên NATO tới một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Nga dùng 5 tên lửa Iskander hạ mục tiêu Ukraine Nga phóng cùng lúc tới 5 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M để phá hủy một mục tiêu của Ukraine. Vì sao Moscow phải làm vậy? Năm tên lửa Iskander-M tấn công vào một mục tiêu. Khuya 15 tháng 10, lực lượng Moscow phóng cùng lúc 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M vào Ukraine, gây ra cảnh tượng như địa ngục tại một nhà máy quốc phòng tại thành phố Mykolaiv. Trước đây, chiến thuật sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M của quân đội Nga phổ biến nhất là đòn tấn công theo kiểu phẫu thuật phát một hoặc cùng lắm là phóng bồi quả thứ hai sau khi lực lượng ứng cứu giải tỏa tiếp cận hiện trường để tăng thêm độ sát thương. Việc họ liên tiếp phóng 5 đạn tên lửa Iskander-M vào một mục tiêu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng tình báo phương Tây. Vì Moscow giữ bí mật nên đã có nhiều tranh cãi về giá thành của tên lửa đạn đạo 9K723 Iskander-M. Một số người cho rằng khoảng 2 triệu đô la Mỹ trên một quả, số khác là 3 triệu đô la Mỹ, nhưng cũng có ý kiến nói là lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Thậm chí, tính theo mức giá tối thiểu 2 triệu đô la Mỹ trên một quả thì năm tên lửa Iskander M có giá trị ít nhất là 10 triệu đô la Mỹ, chi phí này không hề rẻ đối với Nga hiện nay. Vì vậy, việc sử dụng nhiều tên lửa quý giá như vậy để tấn công một mục tiêu cùng lúc, chắc chắn đó sẽ là thứ gì hết sức quan trọng. Vậy thành phố Mykolaiv có mục tiêu gì khiến nó phải hứng chịu một đòn nặng như vậy? Câu trả lời đó chính là nhà máy sửa chữa xe tăng và thiết giáp số 346 của Ukraine nằm ở ven sông. Đánh giá từ video máy bay không gửi lái trinh sát quay được do Bộ Quốc phòng Nga công bố, năm tên lửa đã đánh trúng khu vực nhà máy theo góc gần như thẳng đứng, tạo ra những quần lửa khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ở chế độ hồng ngoại. Trong những bức ảnh tại chỗ được truyền thông phương Tây đăng tải, toàn bộ nhà máy chìm trong biển lửa dữ dội. Báo Daily Express của Anh đã sử dụng cụm từ những bức ảnh tận thế để mô tả nhà máy sửa chữa xe tăng thiết giáp số 346 sau vụ tấn công sau vụ tấn công, khả năng cao là doanh nghiệp quốc phòng này của Ukraine sẽ không còn khả năng sản xuất hoặc sửa chữa xe tăng, xe bọc thép trong thời gian dài. Liên quan đến cuộc tấn công kể trên, có thông tin là quân đội Nga đã phóng tới 7 tên lửa Iskander-M vào Mykolaiv lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 10, trong đó 5 quả trúng nhà máy sản xuất xe tăng thiết giáp 346 và 2 quả trúng các địa điểm khác ở phía nam thành phố. Thống đốc vùng Mykolaiv của Ukraine cho biết, Vụ tấn công tên lửa của Nga làm một người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Các nhà hàng, nhà dân bị trúng đạn có thể do hai tên lửa này bắn trúng. Tuy nhiên, điều thú vị là tin tức Ukraine tiết lộ rằng trong số 5 tên lửa tấn công nhà máy, có một quả rơi xuống gần kho dầu và gây ra vụ nổ lớn. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ dữ dội được UAV trinh sát của Nga quay được. Bốn tên lửa khác bắn trúng xưởng lắp ráp và bảo trì, hơn 10 phương tiện thiết giáp bị phá hủy hoàn toàn, 6 xe tăng và 4 xe bọc thép đang chờ sửa chữa cũng bị xóa sổ. Về lý do tại sao vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm, có suy đoán cho rằng quân đội Nga có thể đã cố gắng giảm thiểu thương vong nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, nguồn tin Ukraine cho biết nhà máy đã hoạt động theo 3 ca nên dù cuộc tấn công vào ban đêm vẫn khiến hơn 30 công nhân và binh sĩ thương vong. Vụ cháy do tên lửa gây ra Mãi đến sáng hôm đó mới được chập tắt. Nhà máy sửa chữa xe tăng và thiết giáp số 346 quan trọng ra sao? Bước sang nửa cuối năm 2024, lực lượng Kiev liên tục rút lui trên nhiều mặt trận. Chưa kể việc mất đi điểm Ukraina, dù đã cầm cự được hơn 2 năm, thì quân đội Ukraina đang phải chật vật chống đỡ trên toàn chiến tuyến, trong khi sự hỗ trợ của phương Tây lúc nổ lúc xịt càng gây thêm khó khăn cho họ. Đức tuyên bố sẽ ngừng viện trợ vũ khí hạng nặng, Mỹ cũng cần phân bố một nguồn lực cho Israel. Trong hoàn cảnh như vậy, quân đội Ukraine cần thêm vũ khí để tiếp tế cho chiến trường thông qua việc huy động nội lực trong nước. Để chiến tuyến khỏi bị sụp đổ trong mùa đông năm nay, yêu cầu cơ bản là phải có đủ xe tăng và xe bọc thép. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được hưởng hạ tầng công nghiệp quốc phòng vô cùng phong phú so với các nước Cộng hòa khác, như nhà máy xe tăng Kharkov, nhà máy chế tạo máy Malyshev, nhà máy xe tăng Kiev và nhà máy xe tăng Lvov đều là những doanh nghiệp sản xuất vũ khí có uy tín. Để so sánh, mặc dù thành phố Mykolaiv nổi tiếng hơn với nhà máy đóng tàu biển đen, có thể chế tạo tàu sân bay, nhưng nhà máy sửa chữa xe tăng và thiết giáp số 346 cũng là một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nổi tiếng. Nơi đây không chỉ có thể sửa chữa và bảo trì nhiều thiết bị bọc thép hạng nặng khác nhau của quân đội Ukraine, mà còn có khả năng phát triển các mô đun chiến đấu của riêng mình khi cho ra đời xe bọc thép cải tiến như BTR-80U. Năm 2012, nhà máy được đổi tên thành nhà máy thiết giáp Mikulak và trở thành sở hữu nhà nước của Ukraine. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và phát triển của nhà máy này đã xuống cấp. Phải đến khi cuộc khủng hoảng rương nổ ra 2 năm sau đó, chính phủ Ukraine mới bắt đầu mở rộng quân đội với sự hỗ trợ của phương Tây. Nhà máy sửa chữa xe tăng và thiết giáp số 346 lúc này đã nhận được số lượng lớn hơn đơn đặt hàng từ chính phủ. Cùng với đó là nhiều xe bọc thép hạng nặng, bị hỏng ở chiến trường Đông Bắc đã được đưa về đây sửa chữa và nhà máy lại có cơ hội phát triển. Sau xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, nhà máy sửa chữa xe tăng và thiết giáp số 346 chuyển sang hoạt động sản xuất thời chiến. Chính phủ Ukraine cung cấp tài chính, trong khi Đức, Ba Lan và các nước khác cung cấp công nghệ để sửa chữa bảo dưỡng vũ khí phương Tây như xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, xe tăng Challenger 2 của Anh, xe tăng Abram, xe chiến đấu bộ binh Radley của Mỹ đều được sửa chữa tại đây. Xe chiến đấu bộ binh bánh lớp BTR-4 của Ukraine cũng đang được nhà máy sản xuất. Vào tháng 6 năm nay, công ty quốc phòng Remethon của Đức đã công bố kế hoạch thành lập một trung tâm bảo trì ở miền Tây Ukraine để có thể bảo trì nhanh chóng và dễ dàng các vũ khí do Đức sản xuất hiện có trong quân đội Ukraine. Ngoài ra, hãng này cũng có kế hoạch thành lập 4 nhà máy ở Ukraine để sản xuất thêm các loại vũ khí hạng nặng. Trong đó, kỹ thuật viên người Ukraine sẽ làm việc trực tiếp tại các nhà máy. Mặc dù chưa rõ nhà máy sửa chữa thiết giáp xe tăng 346 đóng vai trò gì trong các kế hoạch xây dựng mới kể trên, nhưng, việc có nhiều nhân lực kỹ thuật chuyên môn và cơ sở hạ tầng sẵn sàng như vậy sẽ là một mục tiêu quan trọng mà Nga không thể bỏ qua. Tất nhiên, trong thời điểm khó khăn nhất của Ukraine, khi các nước phương Tây bắt đầu thấy oải vì cuộc chiến, vẫn chưa biết liệu những kế hoạch viện trợ này có thể thực hiện được hay không. Sau khi nhà máy sửa chữa thiết giáp xe tăng 346 bị Nga tấn công phá hủy, tác động đến khả năng cơ động và sức tấn công của quân đội Ukraine có thể được nhìn thấy nhiều nhất trong khoảng 1-2 tháng tới đây. Nga lên dây cót binh lực vùng Kursk dùng quân các nước phòng tuyến Ukraine. Nga được cho là đang tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị cho các đợt tiến công mới nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk. Theo trang quân sự Avia Pro, trong bản cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự vào ngày 21 tháng 10, nhà phân tích quân sự Yuri Bodoliak cho biết tình hình ở mặt trận Kursk tương đối ổn định. Ông Bodoliak cho biết các đơn vị Nga ở mặt trận Kursk đang tập trung tập hợp lại lực lượng và chuẩn bị cho các hành động tích cực tiếp theo. Hiện tại, các nỗ lực chính của Nga đang tập trung vào việc dọn sạch các khu định cư Tosti, Lut và Leonidove khỏi tàn dư của quân đội Ukraine. Theo chuyên gia, việc kiểm soát các khu vực này rất quan trọng để tạo điều kiện cho việc tiến xa hơn đến Viktorovka. Điều này sẽ khiến phòng tuyến của nhóm phía bắc lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng sẽ bị cắt đứt. Ngoài những hoạt động trên, quân đội Nga tiếp tục phát triển cuộc tấn công về phía nam và phía đông thành phố Shusha. Những thành công về mặt chiến thuật đã được ghi nhận ở đây, đặc biệt là ở các khu định cư Blekovo và Chekhatskaya, Konobelka. Chuyên gia Bodoliak cũng lưu ý rằng các hành động tấn công ở những khu vực này nhằm mục đích củng cố vị trí của các lực lượng Nga và tạo điều kiện để kiểm soát hiệu quả hơn tình hình trên mặt trận kết. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ hôm 20 tháng 10 tuyên bố các video cho thấy quân đội Ukraine đã tiến về phía bắc Sousa, Thị trấn đã bị Kiev kiểm soát sau khi mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Các bản đồ do ISW công bố cho thấy sự thay đổi ở Kursk trong hơn một tuần, trong đó ghi nhận những bước tiến ngày càng tăng của lực lượng Nga ở mặt trận này. Kênh Telegram Deep State của Ukraine đã công bố bản đồ mới nhất, trong đó cũng cho thấy những bước tiến của Nga ở Kursk. Nhà phân tích quân sự Emil Kastehemi tại Phần Lan nói với trang tin Newsweek rằng, ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km vuông tại Kursk. Hiện tại, chuyên gia này cho rằng Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 700 km vuông, điều đó có nghĩa là Nga đã phản công thành công. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Atmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra ở khu vực biên giới Kursk vào đầu tháng 8, thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 25.420 quân nhân, 169 xe tăng và hàng loạt thiết bị quân sự khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21 tháng 10 tiếp tục kêu gọi các lực lượng Kyiv giữ vững vị trí ở tỉnh Kursk của Nga. Chúng ta không được quên rằng chiến dịch Kursk phục vụ cho một mục đích chiến lược, cuộc chiến phải quay trở lại khu vực mà nó bắt đầu. Đây là trường hợp khi một vùng đệm được tạo ra trên lãnh thổ của bên xâm nhập, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky, chiến dịch Kursk cho phép Ukraine bắt giữ tù binh Nga và trao đổi họ với các binh lính Ukraine đang bị giam giữ. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo hôm 21 tháng 10 rằng các cuộc giao tranh ở khu vực Kursk vẫn tiếp diễn. Ông Trump, bà Harris dằn co quyết liệt ở loạt ban chiến trường. Hai ứng viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump đang trong cuộc đua quyết liệt tại bảy ban chiến trường trước ngày bầu cử. Một cuộc khảo sát của Washington Post, SC School vào ngày 21 tháng 10 cho thấy, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris dẫn trước ở Georgia với tỷ lệ 51-47, trong khi ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước một chút ở Arizona với tỷ lệ 49-46. Phó tổng thống Harris cũng có lợi thế ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang mà bà sẽ vận động tranh cử vào cuối ngày 21 tháng 10. Ông Trump dẫn đầu ở North Carolina và ngang bằng với bà Harris ở Nevada với tỷ lệ 48-48. Kết quả trên được thực hiện với 5.016 cử tri tiềm năng, được khảo sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Cựu Tổng thống Trump đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc meeting ở North Carolina vào cuối ngày 21 tháng 10 sau khi khảo sát thiệt hại gần đây do bão Helen gây ra. Các cuộc khảo sát khác gần đây cũng cho thấy cuộc đua rất xích sao tại bảy bang chiến trường, mặc dù bà Harris được cho là nắm giữ lợi thế hơn so với đối thủ trong một số cuộc khảo sát toàn quốc. Cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos, tuần trước cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 45-42. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất khó đoán định vì các cuộc thăm dò vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ bang để đảm bảo con số đó. Bà Lan bất bình với Ukraine về kế hoạch chiến thắng Bà Lan, đồng minh thân thiết của Ukraine, không hài lòng với Kiev vì qua xa không được chia sẻ toàn bộ kế hoạch chiến thắng. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Teofi Bartoszewski cho rằng, việc Ukraine từ chối cho Ba Lan tiếp cận các điều khoản bí mật trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky là vô lý và sai lầm. Tuần trước, ông Zelensky đã trình lên quốc hội lộ trình để giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm 5 điểm công khai và 3 phụ lục bí mật. Phần được công khai bao gồm các đề nghị rằng phương Tây ngay lập tức gửi lời mời Ukraine gia nhập NATO và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất để tập kích Nga. Ông Zelensky cũng đề xuất phương Tây triển khai vũ khí phi hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine để săn đe. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của ông Zelensky, sau đó nói về ba điều khoản bí mật, giải thích rằng chúng bao gồm danh sách các mục tiêu, kế hoạch hành động và thông tin chi tiết về các loại vũ khí cần thiết mà Ukraine muốn có từ phương Tây. Tuy nhiên, Ukraine quyết định giữ bí mật các điểm này với Ba Lan, một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Trong một bài trả lời phỏng vấn với Radio Z, quan chức Ba Lan Bartoszewski gọi quyết định của Ukraine là một động thái không phù hợp và không đi đến đâu. Chúng tôi đã giúp Ukraine ngay từ đầu. Chúng tôi đã gửi xe tăng, máy bay. Chúng tôi là người ủng hộ chính trị. Ông nhấn mạnh, Ukraine chưa giải thích lý do vì sao dự kính kế hoạch chiến thắng với Ba Lan. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosienak Kasim nhận định lộ trình do Kiev đề xuất không rõ ràng và có thể thực hiện ngay lập tức để giải quyết mọi vấn đề của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ kế hoạch của ông Zelensky, cho rằng nó chỉ kiến xung đột tiếp diễn. Ông kêu gọi Ukraine tỉnh táo lại và suy ngẫm về những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột. Không gì có thể ngăn cản Nga cảnh báo tin xấu liên tiếp cho Ukraine. Không có sự hỗ trợ nào từ các nước phương Tây có thể ngăn cản được bước tiến của Nga vào miền Tây Ukraine. Nhà báo Đức Julian Roevke viết trên mạng xã hội X. Khi bình luận về gói viện trợ mới nhất cho Mỹ dành cho Ukraine, nhà báo Đức Julian Roepke cho biết, Nga tiếp tục tiến về phía Tây và phá hủy Ukraine. Cũng trong ngày 20 tháng 10, tờ Paris của Tây Ban Nha viết rằng các binh sĩ Ukraine đang phản nàn về việc đồng đội của họ phải rời khỏi các cứ điểm do thiếu quân và thiếu sự luân chuyển. Trước đó ngày 19 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các binh sĩ Nga từ cánh quân miền Nam đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Zorianoye ở DNR. Tạp chí Pechat của Serbia cũng viết rằng các nước phương Tây nhận ra rằng Ukraine không thể tránh khỏi các thất bại trong cuộc xung đột với Nga. Mọi người ở phương Tây đều đã rõ từ lâu, chính quyền Kiev sẽ không thể tránh khỏi thất bại trong cuộc xung đột với Nga. Nhưng ông Zelensky dự kiến sẽ chỉ hoãn thời điểm này, ít nhất cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử Mỹ bằng cách đã đưa ra một kế hoạch chiến thắng. Trong đó cần phải nói rằng, rất ít người ở phương Tây tin vào điều đó, giống như ở chính Ukraine, tờ báo cho biết. Người phụ trách chuyên mục cũng chỉ ra rằng, ở phương Tây sẽ không có ai khóc thương cho Tổng thống Zelensky và các cộng sự của ông sau khi họ bị cơn bão Nga thổi bay. Tác giả bài báo nhấn mạnh, nhiều người thậm chí sẽ thở phào nhẹ nhõm. Vào ngày 16 tháng 10, ông Zelensky đã trình bày một kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine, trong đó bao gồm 5 điểm, mời nước này tham gia NAT đặt gói răn đe phi hạt nhân ở Ukraine, dỡ bỏ các hạn chế tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí phương Tây hợp tác kinh tế sau khi xung đột kết thúc và thay thế một số đơn vị Mỹ ở châu Âu bằng quân đội Ukraine. Ngoài ra, kế hoạch chiến thắng còn có một số điều bí mật trong các phụ lục mà Tổng thống Ukraine quyết định không nói đến. Chiến sự Ukraine 22 tháng 10, Nga đánh lửa quân Kiev, bất ngờ chiếm Zoryane. Lực lượng Nga đã đánh lửa các chiến lược gia của quân đội Ukraine bằng cách vượt sông Vosia và đánh chiếm Zoryane, áp sát thành phố Kurakovka trên hướng Kurakov. Nga tấn công mạnh mẽ vào Kurakov, Goniak và Selidov. Kênh Military Samari đưa tin, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu từ Boho Alenka đến Porov. Một số lữ đoàn của quân Ukraine được cho là đã bị bao vây, ngày hôm nay hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng. Quân đội Nga tấn công các vị trí tiếp theo của Ukraine theo hướng Boho Alenka, phía bắc Uleda. Họ đã chiếm được một số vị trí mới dọc những khu vực rừng rậm. Các cuộc tấn công tiếp theo ở Katerinovka diễn ra sau đó với lực lượng Moscow kiểm soát thêm nhiều vị trí ở phía Bắc. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Porov khi RFAF mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Konyak và Selidov. Đồng thời, ở Nam Chasovia, quân Nga đã phát động một cuộc tấn công cơ giới dọc theo H-32 về phía Kostiantynivka. Theo hướng Kurs, pháo binh Nga khai hỏa dữ dội ở phía bắc Sutra nhằm làm mềm chiến trường, mở đường cho bộ binh ào lên, làm chủ trận địa trong trận đánh chốt hạ. Cùng với đó, RFAF cũng được cho là đã giành lại thêm được nhiều vị trí ở phía đông nam Sutra. Nga đánh lừa Ukraine, bất ngờ vượt sông đánh chiếm Zoryane. Kênh Redoka cho biết, lực lượng Moscow đã đánh chiếm bộ chỉ huy của Ukraine bằng cách vượt sông Vochia và đánh chiếm Zoryane áp sát thành phố Kurakovka trên hướng Kurakov. Bộ chỉ huy AFU đã xem xét bản đồ hành động của đối phương trong một thời gian dài và tin tưởng vào phương án phòng thủ đã có ở hướng Kurakovka. Tuy nhiên, tính toán không phải lúc nào cũng đúng, họ đã bị bất ngờ khi quân Nga vượt sông, nhanh chóng kiểm soát thành công Zoriane. Nhờ trinh sát thành công và hành động nhanh như chớp của lữ đoàn 110, một phần của nhóm quân Nga ở Kurakov đã vượt qua sông Vochia và giành toàn quyền kiểm soát ngôi làng Zoriane. Sự sụp đổ của lực lượng Kiev theo hướng này chỉ là vấn đề thời gian. RFAF ưa thích một lựa chọn sáng tạo và khôn ngoan hơn với mục đích đơn giản là tạo ra một vạc dầu ở khu vực thành phố Konyak bằng bất cứ giá nào. Việc chiếm được làng Zoriane cạnh Kurakovka là một trong những động thái để khép chặt vòng vây. Kursk, Ukraine tung xe tăng Abram vào Kursk mở đường máu rút lui. Theo kênh Riba tại Kursk, đụng độ vẫn tiếp diễn ở một số khu vực mà đội hình Kiev đang cố gắng trụ lại trong lãnh thổ Nga. Ở quận Glukovo, không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong ngày qua với giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận làng Novipod. RFAF đang dọn sạch lãnh thổ đã được kiểm soát trước đó, đẩy đội hình Kiev về phía nam, hướng tới Sumy nằm bên kia biên giới. Lực lượng Moscow tiếp tục nổ súng vào các vị trí của AFU trong lãnh thổ đối phương. Tại Palovka, một nhóm bộ binh Ukraine đã bị máy bay không người lái Nga tấn công. Tại quận Korenevo, lực lượng Kiev bị bao vây một phần ở khu vực Tostilak, đang cố gắng đột phá dọc theo tuyến Zeleny-Silia-Nikniklin. Trong khi đó, ở phía Bắc, AFU đột phá bằng xe tăng M1 Abram và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley vào Novo và phát triển dọc phố trung tâm. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng những vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất ở Kursk. Theo kênh SGS, lực lượng Kiev đã tung lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 mạnh nhất, được trang bị xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley vào tham chiến ở Novo để phá vỡ vòng vây của Nga trong mỗi nhọn phía Bắc, mở đường máu cho các đơn vị bạn rút lui. Ở quận Sutra, cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu đã cho phép làm rõ cấu hình của tiền tuyến gần Chekaskoye, Poreknoye, nơi một cuộc tấn công bằng UAV đã được thực hiện vào vị trí AFU. Trong trung tâm thành phố hiện do Kiev chiếm giữ, UAV Nga đã tấn công một đội pháo binh đối phương ở Zazulevka và UAV Inokodet Orinon đã tấn công vị trí của hệ thống tác chiến điện tử Nota được ngụy trang trong vành đai rừng ở ngoại ô Zalechanka. Ngoài ra, tại khu vực làng Komakov, Quân nhân của lữ đoàn đổ bộ đường 011 RFAF đã phá hủy một robot đối phương đang chạy trên con đường dẫn đến Manokha. Chỉ huy tiểu đoàn Ukraine bỏ rơi đơn vị mặc cho bị tàn sát và bỏ trốn. Chỉ huy tiểu đoàn Ukraine đã bỏ đơn vị của mình gần Krasnomet theo hướng Donetsk và chạy trốn khỏi chiến trường về phía sau Sarktet. Vladimir Soblovyo, người lính bị bắt, 49 tuổi, thuộc lữ đoàn 58 của lực lượng vũ trang Ukraine nói với RIA Novotis tôi không tin họ tôi không tin zelensky và tôi không tin tưởng chỉ huy tiểu đoàn của mình hay bất cứ ai cả bởi vì ông ấy chỉ huy tiểu đoàn đã phái chúng tôi đến tàn sát tôi hiểu điều đó chúng tôi đã đến đó cuộc tấn công bắt đầu và tất cả bọn họ đều bỏ chạy khỏi đó có lẽ họ đã chạy đến sát ngày hôm đó họ không nói gì cả cho đến khi cuộc tấn công bắt đầu chúng tôi mới vỡ lẽ ông Soloyoi nói theo tù binh này tiểu đoàn trưởng đã thuyết phục các binh sĩ ra tiền tuyến hứa rằng họ sẽ được thay thế trong 6 ngày, thậm chí sau 20 ngày họ vẫn không được thay thế. Ông Solovoy lưu ý, có người đã ngồi đó suốt một tháng. Theo Vladimir Solovoy, ông và ba người khác đã quyết định đầu hàng trước nếu một cuộc tấn công vào vị trí của họ bắt đầu. Khi được hỏi liệu cá nhân ông có sợ đầu hàng hay không, ông trả lời phủ định. Người đàn ông nói, tôi không sợ. Tại sao phải sợ? Họ cũng là những cơ đốc nhân giống như chúng tôi. Solovyov nói rằng ông bị bắt vào đầu tháng 9 ở hướng Donetsk gần Grodnomes. Theo Solovyov, trước khi được điều động đến tiền tuyến, ông sống ở Tây Ukraine và làm kỹ sư phụ tùng tại văn phòng đại diện của một trong những nhà sản xuất ô tô phương Tây. Vladimir Solovyov đã gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine sau khi được triệu tập. Ông lưu ý rằng ông không trốn tránh việc huy động vì sợ con mình sẽ mất quyền lợi nếu trở thành kẻ trốn quân dịch. Ông cũng ghi nhận tinh thần xuống thấp của lữ đoàn 58 mà ông đã phục vụ trong vài tháng. Thực tệ, tinh thần rất tệ, mọi người đều muốn về nhà, Vladimir Solodio nói. Lỗ hồng nghiêm trọng buộc Ukraine phải rút quân trước đà tiến của Nga Thiếu hụt nhân lực đã trở thành vấn đề chính đối với quân đội Ukraine khi Kiev buộc phải dần dần nhượng bộ trước bước tiến của Nga các phóng viên của báo Tây Ban Nha đã đến thị trấn tiền tuyến Kurakovo ở vùng Donetsk, khu vực hiện do Kiev kiểm soát ở miền đông Ukraine. Các phóng viên cho biết những bước tiến của Nga trong khu vực này đồng nghĩa với việc lực lượng Kiev sẽ sớm phải rút lui để tránh bị bao vây. Trường nhóm báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với APIS rằng vấn đề chính của Kiev không phải là vũ khí mà là con người. Không ai muốn tham gia quân đội, các lữ đoàn nói với chúng tôi rằng họ không thể luôn chuyển quân, họ đã kiệt sức sẽ không còn nhân lực để tiếp tục chiến đấu, quan chức Ukraine cho biết. Nhiều quân nhân Ukraine được El Pais phỏng vấn cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Tại sao chúng tôi lại rút lui? Bởi vì chúng tôi không được luân chuyển, chúng tôi không được nghỉ ngơi, chúng tôi mất nhuệ khí chiến đấu, một sĩ quan Ukraine chiến đấu ở Kurakovo tiết lộ. Yegeny Chubanov, một sĩ quan của lữ đoàn dù 46 cho biết, binh lính trong đơn vị của ông phải giữ vị trí trong 3 tháng mà không được luân chuyển. Trong khi một năm trước, thời gian luân chuyển không bao giờ quá một tháng, Thậm chí trong năm đầu tiên của cuộc xung đột, các binh lính thường được luân chuyển 4 ngày một lần. Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng trên là Ukraine thiếu quân để điều động luân phiên thay thế lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Các lữ đoàn hiếm được nghỉ ngơi và phải chiến đấu liên tục trên mặt trận kéo dài hơn 1.000 km. Điều này buộc những người lính phải ở lại tiền tuyến trong một thời gian rất dài mà không được nghỉ ngơi. Với tình hình giao tranh dữ dội liên tục và các đơn vị chiến đấu sẽ kiệt sức và nảy sinh tâm lý chán nản một số người đã liên tục ở trong vùng chiến sự kể từ tháng 2 năm 2022. Họ chỉ có thể có kỳ nghỉ ngắn 10 ngày với tần suất 2 lần một năm. Một số binh sĩ đã không về nhà hoặc gặp gia đình trong hơn một năm. Việc không thể cho thấy binh lính nghỉ ngơi đầy đủ gây ra một vòng luẩn quẩn. Binh sĩ mệt mỏi, kiệt sức và đào ngũ, từ đó tình trạng thiếu người trở nên trầm trọng hơn và lại càng khó khăn sắp xếp cho các quân nhân nghỉ hơn. Ngoài ra, một số binh sĩ Ukraine cảm thấy không công bằng vì trong khi họ phải liên tục phục vụ trên tuyến đầu thì nhiều quân nhân tuyến sau chưa bao giờ được điều động lên phía trên để chiến đấu. Các quan chức Ukraine từ lâu đã lên tiếng báo động về tình trạng suy giảm quân số trong quân đội. Để giải quyết vấn đề này, đầu năm nay, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy định về huy động quân. Tuần trước, truyền thông Ukraine đưa tin, theo Văn phòng Tổng Công tố của nước này, đã có gần 60.000 vụ án hình sự liên quan đến việc rời bỏ các đơn vị quân đội hoặc nơi đóng quân trái phép kể từ năm 2022. Gần 30 vụ phạm tội liên quan đến đảo ngũ đã được ghi nhận trong cùng kỳ và số lượng các hành vi vi phạm như vậy đã tăng gấp nhiều lần trong những tháng gần đây. Quy mô đảo ngũ đã trở nên nghiêm trọng tới mức, về Konarada, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật số 11322 vào ngày 20 tháng 8. Trong đó quy định rằng lần đào ngũ đầu tiên của binh lính sẽ không bị khép vào tội hình sự. Luật này cho phép người lính trong lần đào ngũ đầu tiên có thể trở về đơn vị của mình mà không bị trừng phạt nếu chỉ huy của anh ta đồng ý. Ukraine cũng ra thêm luật huy động nhằm lập một cơ sở dữ liệu điện tử về những người có thể tham gia quân đội. Điều này được cho là sẽ giúp kiểm soát nam giới dễ hơn và cũng giúp thúc đẩy huy động thêm lực lượng ra tiền tuyến nhằm luân phiên cho các binh lính đã chiến đấu dài ngày. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine mất 50.000 quân mỗi tháng, đồng thời nói thêm rằng việc huy động quân của Ukraine không giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhân lực. Nga chọc thủng phòng tuyến gần thị trấn chiến lược của Ukraine Kiev xác nhận lực lượng Nga đã xuyên thủng phòng thủ của quân đội Ukraine gần thị trấn Chasipya, cử ngõ tiến vào khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk. Đáng tiếc là quân Nga đã xuyên thủng phòng tuyến của chúng ta, song không có chuyện thất thủ hay mất Chasipya. Ivan Pechia, đại diện phòng báo chí lữ đoàn cơ giới 24 của Ukraine, xác nhận với truyền thông ngày 22 tháng 10. Ông Pechia cho biết tình hình căng thẳng khi quân Nga cố gắng tấn công hàng ngày. Ban ngày trời nắng, nhưng ban đêm và chiều tối có mưa tạo thành sương mù dày đặc. Lực lượng Nga lợi thế thời tiết thay đổi để vượt kênh, ông giải thích. Ông nhấn mạnh rằng tình hình mặt trận thuộc khu vực lữ đoàn phụ trách vẫn còn nhiều thách thức. Lực lượng Nga đông hơn đáng kể và đang tích cực cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ. Họ cũng đang tấn công Chasiv Yar bằng pháo, tên lửa và tiến hành cuộc không kích. Tuy nhiên, việc bảo vệ thành phố vẫn tiếp tục, ông nói. Chasiv được xem là cửa ngõ dẫn vào các khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk. Từ thị trấn này có thể bao quát được các khu vực thấp hơn ở phía bắc, hướng tới thành phố lớn hơn như Karamatov và Slovian và khu vực ở phía tây hướng tới vùng Dnipropetrovsk. Nếu thị trấn này thất thủ, các thành phố lân cận sẽ nằm trong tầm ngắm. Tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Ukraine có nguy cơ bị cắt đứt và Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Ukraine tìm cách mở mũi đột kích mới vào Nga Trong bối cảnh mặt trận miền Đông căng thẳng, chiến dịch ở vùng Kursk trứng lại, quân đội Ukraine đang tìm cách mở các mũi tấn công mới nhằm đánh lạc hướng chú ý của Moscow. Intechizo, tài khoản tình báo nguồn mở trên ứng dụng X, tuần trước đăng hình bản đồ về cuộc xâm nhập của lực lượng Ukraine vào vùng biên giới Belgorod của Nga, theo bài đăng, binh sĩ Ukraine đã cố gắng vượt biên giới Nga và mở một hướng tấn công mới vào khu vực Churavioka tại Bengorod. Bản đồ của Intechizo cho thấy Ukraine có thể đang cố gắng cắt đứt tuyến đường tiếp tế này của Nga vào mùa buồn lầy. Đây là tuyến đường tiếp tế duy nhất bằng đường bộ của Nga. Bài đăng bình luận, điều này sẽ khiến việc kiểm soát khu vực Lipsi trở nên vô cùng khó khăn vì Nga sẽ buộc phải đưa nguồn cung cấp qua các cánh đồng bằng phẳng, dẫn đến rất nhiều phương tiện có nguy cơ bị mắc kẹt trong bùn và hỏng hóc. Tờ báo Tom White trên X cho biết rằng lữ đoàn Ukraine đã công bố đoạn video về phương tiện bị phá hủy trong một khu rừng ở Chura Lioka, ngay bên kia biên giới. Trong khi các blogger quân sự khác chia sẻ video về các vị trí của Nga bị pháo kích, nếu Ukraine phát động một cuộc tấn công chiến thuật mới thay vì chỉ là trinh sát, việc cắt đứt đường tiếp tế 14h, 146 có thể hợp lý, nhà báo nói thêm. Tổng cục tình báo quân sự Ukraine hôm 16 tháng 10 thông báo các đơn vị tình báo quân sự của họ đã băng qua một khu rừng rộng 400 ha ở bắc làng Lipsi, phía bắc vùng Kakov sau khi vô hiệu hóa tiểu đoàn súng trường cơ giới của Nga. Bài đăng của quân đội Ukraine không đề cập đến bất kỳ cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Các blogger quân sự Nga cũng không nhắc gì tới việc này. Bản đồ mới nhất của Newsweek cho thấy cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kakov cũng như các bước tiến của Nga ở phía tây bắc, Krulenkoye và phía đông Yubimovka ở khu vực Kursk. Bản đồ cũng chỉ ra Nga đã giành được Maikipka và Neske ở khu vực Lugang và những bước tiến xung quanh Torres thuộc tỉnh Donetsk miền đông Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ ở phía đông bắc thành phố Kakov gần Vochan và Starysia, nhưng không xác nhận được bất kỳ thành quả nào. Những bước tiến của Ukraine ở phía bắc Lipsi cũng được tài khoản mạng xã hội Death State của Ukraine thể hiện trên bản đồ. Vì vậy, họ cũng ghi nhận cách các lực lượng Nga giành được những bước tiến xa hơn về phía Nam ở khu vực Donetsk. Quốc gia châu Âu kêu gọi đưa quân tới Ukraine. Ngoại trưởng Lithuania cho rằng Liên minh châu Âu-EU nên quay lại ý tưởng đưa quân vào Ukraine. Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Lambergis đã nói với hãng tin Politico là Liên minh châu Âu-EU nên khôi phục các cuộc đàm phán về việc triển khai lực lượng EU tại Ukraine để ứng phó với nghi vấn Triều Tiên có thể đưa đạn dược và binh lính tham gia cùng Nga trong các cuộc giao tranh. Nếu thông tin cho rằng các đơn vị của Nga đã được trang bị đạn dược và quân nhân Triều Tiên được xác nhận. Chúng ta phải quay lại với ý tưởng triển khai lực lượng trên bộ và các ý tưởng khác do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, Ngoại trưởng Lamborghini cho biết. Phía Nga đã bác bỏ các đồn đoán về việc Triều Tiên cấp vũ khí và binh lính cho Moscow, nói rằng đó là câu chuyện bịa đặt. Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra thông tin trên vào tuần trước, tuy nhiên cả Mỹ và NATO vẫn chưa thể xác nhận bất kỳ báo cáo nào có liên quan tới vấn đề này. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhiều lần chỉ trích việc Tổng thống Pháp Macron đã từ chối loại trừ khả năng triển khai quân đội Pháp tới Ukraine. Họ cho rằng động thái như vậy sẽ dẫn đến leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Đồng thời, theo Politico, EU được cho là đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Theo cựu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Kenneth Weinstein, động thái như vậy cho thấy EU vẫn còn lợi ích trong cuộc chơi. Nếu có một khu phi quân sự DMZ giữa Ukraine và Nga, Tôi đề xuất nên để quân đội EU điều hành khu vực này, không phải quân đội NATO và không phải quân đội Mỹ. Ông Weinstein, hiện là chủ tịch của Viện Hudson, một nhóm nghiên cứu bảo thủ có trụ sở tại Mỹ cho biết. Một nhà lập pháp EU cũng xác nhận với Politico rằng vấn đề về lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine sẽ được đeo ra sau khi xung đột kết thúc. Trong tháng 10, báo The Times dẫn nguồn tin nội bộ Anh và Ukraine cho biết, kế hoạch mà giới chức Anh đang thảo luận là triển khai các nhóm nhỏ huấn luyện viên quân sự tới các vùng phía Tây Ukraine để đào tạo cơ bản và tăng cường cho các tân binh Ukraine trước khi họ được điều động ra tiền tuyến. Điều này sẽ giải quyết một số vấn đề hậu cần liên quan tới việc gửi binh sĩ Ukraine tới các căn cứ của Anh để huấn luyện cũng như giảm chi phí. Ý tưởng đưa lực lượng quân sự của NATO đến hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine từng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập hồi tháng 2. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ các đồng minh NATO. Moscow đã nhiều lần cảnh báo về việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh động thái như vậy có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu và một cuộc xung đột toàn cầu. Mỹ và các đồng minh NATO nhiều lần khẳng định không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine vì lo ngại trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Phương Tây cho thế này chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí, hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Kiev. Các nước này cũng chưa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. tỷ lệ thăm dò với ông Trump và bà Harris khiến cử tri nín thở chỉ 2 tuần trước bầu cử Mỹ. Số phiếu thăm dò với ông Donald Trump đã được cải thiện, nhưng cuộc đua năm 2024 với bà Kamala Harris vẫn còn quá xí sao khi chỉ còn 2 tuần nữa là tới bầu cử Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump hiện được coi là có ưu thế hơn bà Kamala Harris một chút để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Đây là số liệu của hai công cụ tổng hợp của thăm dò ý kiến lớn và các mô hình dự báo. Với ba cuộc thăm dò chất lượng cao gần đây cho thấy Trump dẫn trước Harris trên toàn quốc, khoảng cách trung bình quốc gia của bà Harris so với ông Trump cũng đã giảm đi trong tuần trước. Cuộc chiến giữa bà Harris và ông Trump ở bảy bang xung đột chính có thể quyết định ai thắng cuộc bầu cử vẫn còn rất rằng co, dự báo hai người về cơ bản là hòa hoặc chỉ dẫn trước một chút về tổng thể. Con đường dẫn đến chiến thắng rõ ràng nhất của bà Harris vào tháng 11 sẽ là giành chiến thắng ở ba bang chiến trường bức tường xanh, Blue Wall, những bang mà Đảng dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử từ những năm 1992 tới 2012. Đó là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, tránh mọi kết quả gây sốc ở những nơi khác. Con đường hiệu quả nhất của ông Trump để có được 270 phiếu của cử tri đoàn là sẽ giành chiến thắng ở các bang xoay quanh vành đai mặt trời, Sun Belt, các bang miền Tây và Tây Nam nước Mỹ, đó là Bắc Carolina và Georgia, sau đó lật đổ Pennsylvania. Theo cơ quan tổng hợp của thăm dò và dự báo 538, Khoảng cách dẫn đầu trung bình toàn quốc hiện nay của bà Harris đang hơn ông Trump là 1,8 điểm, 48,2% so với 46,4. Đây là mức giảm 0,6 điểm so với mức dẫn đầu trung bình mà bà Harris có được trước Trump vào ngày 15 tháng 10, khi mà cuộc bầu cử còn 3 tuần nữa mới diễn ra. Và lần đầu tiên kể từ khi công bố dự báo bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên này, ngày 18 tháng 10, năm 38 đã thông báo họ đang coi ông Trump là người được yêu thích để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 trước bà Harris. Trang web dự báo hiện cho ông Trump cơ hội chiến thắng là 53%, nhưng nói thêm rằng cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ. Nhà phân tích G. Elliot Morris của 538 có viết, Mặc dù không thể phủ nhận rằng ông Trump đã giành được một số ưu thế trong vài tuần qua, nhưng một số cuộc thăm dò với lợi thế dành cho bà Harris có thể dễ dàng đưa bà ấy trở lại vị trí dẫn đầu vào ngày mai. Ông Trump cũng trở thành ứng cử viên được yêu thích để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước bà Harris, lần đầu tiên trong mô hình dự báo của Decision Dex HQ, The Hill vào ngày 20 tháng 10. Mô hình này cho biết ông Trump có 52% cơ hội thắng cử Tổng thống trong khi bà Harris có 48%. Bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump 1,2 điểm trên toàn quốc, 49% cho đến 47,8% trong bảng tổng hợp Decision Dex HQ The Hill, nhưng con số này đã giảm 0,9 điểm so với tuần trước. Nhà thăm dò Ned Silver, người thành lập 538 và hiện đang sử dụng mô hình dự báo tương tự, đưa ra cho bà Harris một cuộc thăm dò trung bình toàn quốc dẫn trước Trump là 1,6 điểm, 48,8% so với 47,2% trong bản cập nhật gần đây nhất của ông. Mô hình của Silver cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho Trump đã cải thiện 1,1 điểm so với tuần trước. Vào ngày 20 tháng 10, Silver đã đăng trên blog Silver Bulletin của mình một danh sách các lý do tại sao ông Trump có thể giành chiến thắng trong cuộc đua vào tháng 11 tới. 24 lý do bao gồm cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn ủng hộ Đảng Cộng hòa, nhận thức của cử tri về nền kinh tế đang gây thiệt hại cho bà Harris và Đảng Dân Chủ mất đi sự ủng hộ quan trọng của cử tri da đen và thiểu số khác. Điểm trung bình quốc gia từ cơ quan thăm dò Real Clear Politics cho thấy bà Harris dẫn đầu 0,9 điểm, 49,2% so với 48,3%. Ngày 15 tháng 10, bà Harris dẫn trước 1,6 điểm. Ông Trump đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 281 phiếu bầu của cử tri đoàn, theo dự báo hiện tại của năm 38, chưa loại trừ bất kỳ kết quả gây sốc nào ở các nơi khác tỷ phú Elon Musk lo bị ám sát Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk cáo buộc truyền thông đang khuyến khích những nỗ lực ám sát nhằm vào ông và cựu Tổng thống Donald Trump. Với những công kích không ngừng nghỉ, các phương tiện truyền thông chính thống đang tích cực khuyến khích vụ ám sát ông Trump và bây giờ là tôi. Ông Musk viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 21 tháng 10. Bài đăng đi kèm với ảnh của một bài báo từ hãng tin Der Spiegel của Đức miêu tả giám đốc điều hành Tesla và SpaceX là kẻ thù số 2, cùng với đó là bức ảnh kết hợp khuôn mặt của ông Trump và ông Musk. Vì tỷ phú cũng đính kèm một đoạn video cho thấy bình luận tương tự của ông tại một cuộc vận động tranh cử tiếp sức cho ông Trump ở Pennsylvania vào cuối tuần qua. Dù sao đi nữa, nguy cơ tôi bị ám sát cũng tăng lên đáng kể, ông nói. Ông Elon Musk bắt đầu ủng hộ cựu Tổng thống Trump ngay sau vụ ám sát bất thành nhằm vào ứng cử viên Cộng hòa hồi tháng 7. Chỉ hai tháng sau, ông Trump tiếp tục bị ám sát hụt lần hai tại sân golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida vào ngày 15 tháng 9. Ông Musk đang tích cực hỗ trợ quá trình tranh cử của cựu tổng thống trong những tháng gần đây thông qua nền tảng X. Tỷ phú này cũng đã đóng góp tới 75 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump với việc thành lập Quy America Park. American Park đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của cựu tổng thống ở các bang dao động, đặc biệt là Pennsylvania. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ sau khi vị tỷ phú tuyên bố rằng ông có kế hoạch trao 1 triệu đô la Mỹ cho các cử tri Pennsylvania ký vào bản kiến nghị của American Park cho tới ngày bầu cử bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Thống đốc của bang Pennsylvania George Shapiro đã mô tả kế hoạch của ông Musk là đáng lo ngại sâu sắc. Ukraine tấn công khiến nhà sản xuất chip lớn nhất của Nga phải đình chỉ hoạt động. Nhà sản xuất chip lớn nhất của Nga, Kremnyi L Group, đã bị thiệt hại phải tạm ngừng sản xuất trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Nhà sản xuất chip Kremnyi L Group của Nga đang phải giải quyết hậu quả của các vụ nổ và hỏa hoạn tại công ty xảy ra do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Việc sản xuất thiết bị điện tử đã bị đình chỉ. Vào hôm 20 tháng 10, có thông tin cho rằng một máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà phi dân cư. Ban quản lý công ty cho biết, chuỗi cung cấp và sản xuất điện tại tập đoàn Kremlin-EL ở vùng Priyan của Nga đã bị gián đoạn do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm. Kremlin-EL là một trong những doanh nghiệp lớn nhất của Nga trong lĩnh vực vi điện tử. Do cuộc tấn công khủng bố ban đêm vào các tòa nhà sản xuất và hành chính của nhà máy, nguồn điện bị gián đoạn và gây thiệt hại cho các cơ sở cung cấp điện đặc biệt. Dây chuyền sản xuất công nghệ bị gián đoạn, đội ngũ của công ty đã đoàn kết hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người với khả năng tốt nhất của mình làm việc để loại bỏ hậu quả của các vụ nổ và hỏa hoạn, công ty cho biết. Công ty cổ phần tập đoàn Silicon L là một trong những doanh nghiệp vi điện tử lớn nhất của Nga. Nó cung cấp sản phẩm cho 815 công ty, đặc biệt nhà máy sản xuất chip, mô đun nguồn và diode hiện đại. Công ty có hơn 1.700 người. Theo kết quả năm 2021, Doanh thu của tập đoàn Silicon L lên tới 3,9 tỷ rúp. Vào đêm ngày 21 tháng 10, bốn máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ tại vùng Priyarn. Bộ quốc phòng Nga báo cáo về một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái một ngày trước đó. Theo bộ này, 110 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn vào đêm ngày 20 tháng 10. Sáu chiếc trong số đó đã bị bắn hạ trên vùng Priyarn. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái nhằm vào khu vực Priyarn của Nga cơ chế hoạt động chống khủng bố đã có hiệu lực trong khu vực kể từ ngày 10 tháng 8. Bầu cử Mỹ, Ukraine có thể khiến ông Trump mất cơ hội chỉ trong tích tắc. Vấn đề nhập cư và kinh tế đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử và trong tâm trí cử tri, nhưng sự can dự của nước Mỹ ở nước ngoài cũng có thể quyết định cuộc bầu cử, Đảng Nhân Chủ đang cố gắng hết sức để giữ cho cuộc tranh luận về việc tiến hành các cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza và Liban được giới hạn trong một cuộc tranh cãi nội bộ về chính sách, với tác động bầu cử không đáng kể. Trong khi đó, những người ủng hộ Ukraine đang tham gia vào một nỗ lực phối hợp để khai thác sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa để đánh bại cựu tổng thống Donald Trump. Không rõ liệu cả hai có thành công hay không, nhưng kết quả là các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza đang có tác động quá lớn đến các khối cử tri chủ chốt ở một số tiểu bang dao động. Theo các cử tri và nhà phân tích được tạp chí Rolling Stone phỏng vấn, trong khi cả cánh tả và cánh hữu đều chia rẽ về nhiều khía cạnh của chính sách đối ngoại. Khoảng cách đáng chú ý nhất giữa dư luận đa số và lập trường của ứng cử viên là với ông Trump và thái độ phản đối của ông đối với Ukraine. Ông Trump đã nói một cách khó hiểu trong một postcard được phát hành vào tuần trước rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không bao giờ nên để cuộc chiến đó bắt đầu và Ukraine là bên thua cuộc. Những quan điểm như vậy có thể khiến ông mất cơ hội chiến thắng trước Phó Tổng thống Kamala Harris. Đây là vấn đề chính trị mang tính quyết định và có khả năng gây chia sẻ nhất trong cuộc bầu cử có hậu quả quan trọng nhất trong thời hiện đại. Bao Pitcock, một nhà hoạt động chính trị từng phục vụ tại Iraq với tư cách là sĩ quan bộ binh của quân đội Mỹ, cho biết Tôi không biết có một vấn đề nào mà Trump và Harris khác biệt rõ ràng hơn Ukraine hay không, ông nói thêm. Trong khi các mô hình thống kê cố gắng dự đoán hành vi của cử tri, có lẽ đã chứng minh rằng chúng gần với khoa học thuần tí như chiêm tinh học, thì rõ ràng là cuộc bầu cử này giống như tất cả các cuộc bầu cử khác trong nhiều thập kỷ sẽ được quyết định ở một số ít tiểu bang dao động có khả năng là với tỷ lệ xiết sao nhất. Ở một số tiểu bang đó, những cử tri từng là trung tâm cộng hòa ôn hòa trước thời ông Trump hiện đang từ bỏ ứng cử viên của đảng mình và họ làm như vậy vì vấn đề Ukraine. 90% là do chính sách đối ngoại của ông ấy, John Fitt, một kỹ sư phần mềm 58 tuổi ở Michigan cho biết. Fitt nói rằng ông là một đảng viên Cộng hòa từ chối bỏ phiếu cho ông Trump. Ông ấy cũng không có nguyên tắc rõ ràng nào mà tôi có thể thấy, và đó là những gì đảng Cộng hòa từng có. Chiến dịch của Phó Tổng thống đang đổ nguồn lực vào việc thu hút những cử tri như Fed, đặc biệt là ở Pennsylvania. Tuần trước, Bà Harris đã bắt đầu chuyến đi đến tiểu bang chiến trường này nhằm giao những cử tri cộng hòa bất mãn. Bà đặc biệt hy vọng thu hút những người ủng hộ cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, người đã nỗ lực hết sức để giành được đề cử của COB, thể hiện quan điểm chính sách đối ngoại hiếu chiến của bà. Trong cuộc tranh luận tổng thống duy nhất giữa bà Harris và ông Trump tại Philadelphia vào tháng 9, Phó Tổng thống đã nhắm vào một nhóm người có động cơ đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine, đó là người Mỹ gốc Ba Lan. Ông Putin sẽ ngồi ở Kiev với đôi mắt hướng về phần còn lại của châu Âu, bắt đầu từ Ba Lan. Bà Harris nói với ông Trump và tại sao ông không nói với 800.000 người Mỹ gốc Ba Lan ngay tại Pennsylvania rằng ông sẽ từ bỏ nhanh như thế nào vì lợi ích và những gì ông nghĩ là tình bạn. Đảng Dân Chủ coi Ukraine là đòn bẫy hiệu quả để tác động đến cử tri ở các tiểu bang dao động vì vấn đề này chạm đến dây thần kinh của nhiều đảng viên Cộng hòa ôn hòa. Lập trường của ông Trump về cuộc chiến này pháp phải sự phản đối ngay cả ở các chiến trường bầu cử tiềm năng ở miền Nam nước Mỹ. Ukraine tấn công nhà sản xuất thuốc nổ quan trọng của Nga. Ukraine đã tấn công một nhà sản xuất thuốc nổ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, cũng như cơ sở hạ tầng lưu trữ tại một sân bay quân sự ở khu vực Lipetsk. Kênh Telegram sốt của Nga đưa tin máy bay không người lái đã cố gắng tấn công nhà máy chuyên sản xuất thuốc nổ Slidot ở thành phố Trenhiz, vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về phía đông. Đây là một trong những nhà sản xuất thuốc nổ lớn nhất được quân đội Nga sử dụng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà máy hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và EU. Các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra những vụ nổ lớn và khói trắng ở khu vực nhà máy Sverlok. Những cuộc tấn công trên không quy mô lớn như vậy vẫn còn tương đối hiếm ở Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy Slodok đã sản xuất các thành phần hóa học cho đạn pháo và bơm, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn đang đánh giá thiệt hại sau cuộc tấn công. Hiện chưa rõ số người bị thương vong trong vụ tấn công, nhưng thống đốc vùng Nini Novogod cho biết bốn lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ do mảnh đạn trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu công nghiệp. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một sân bay quân sự ở vùng Libet phía tây nam Nga. Về phần minh, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 20 tháng 10 rằng các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 110 máy bay không người lái của Ukraine trên cả nước, bao gồm một máy bay ở khu vực Moscow, 43 máy bay ở khu vực biên giới Kursk, 27 máy bay ở khu vực Libet và 8 máy bay trên bầu trời Nini Tại Moscow, thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết các mảnh vỡ đã rơi xuống quận Ramensky nhưng không gây ra thiệt hại hay thương vong. Ukraine cho biết họ thường không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đối với khả năng quân sự của Nga, và đó là phản ứng trước các cuộc không kích liên tục của Nga và Ukraine. Lính đánh thuê ở Ukraine yêu cầu sơ tán gấp khỏi Chasotya xuất Lính đánh thuê Mỹ Latin mà Kiev triển khai để bảo vệ Chasotya xuất đang yêu cầu sơ tán các chiến binh cánh quân miền nam của nga nói với Gia Novotis trích từ thông tin nghe lén các cuộc liên lạc người lính cho biết đây là nhóm lính đánh thuê nói tiếng tây ban nha chúng tôi nghe lén và nghe được rất nhiều yêu cầu sơ tán của họ được biết rằng trong số họ có những người bị thương binh sĩ nga cho biết các binh sĩ cánh quân miền nam trước đây đã cung cấp cho Gia Novotis các đoạn ghi âm nghe lén các cuộc trò chuyện giữa lính đánh thuê từ colombia những loại pháo, lựu đạn, súng cối khó chịu này không ngừng nghỉ, cả đêm tôi cũng không ngủ được, tôi có cảm giác như muốn xé nó ra. Tiếng một lính đánh thuê nói trong đồn hội thoại bị nghe lén, "Chúng tôi không thể phá quỷ ngôi nhà này, tất cả chúng tôi đã thấy điều đó." Nhưng toàn bộ đội ngũ thực sự đã bị tàn phá, bị tàn phá và rất lạnh, rất lạnh. Chúng tôi đang ở trong tình trạng giới hạn, nói chung, chúng tôi cần hỗ trợ từ đội ngũ hỗ trợ từ đội ngũ và tìm cách sơ tán người bị thương. Một trong những lính đánh thuê nói trong cuộc nghe lén. Trước đó, một chiến binh của nhóm quân miền Nam nói với Ria Novotis rằng một lính đánh thuê đến từ Colombia, Ganiles Gumanga Jem chiến đấu bên phe lực lượng vũ trang Ukraine đã bị các chiến binh loại bỏ gần Chasotya, nơi đang diễn ra giao tranh ở Donbass gia thành phố thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk DNR, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó nằm ở độ cao, chiếm ưu thế, mở ra con đường tới khu đô thị lớn nhất ở DNR, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Tỷ phú Elon Musk đối mặt nguy cơ bị điều tra Ngày 20 tháng 10, thống đốc bang Pennsylvania, thành viên Đảng Dân chủ, ông Josh Shapiro đã đề nghị cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú Elon Musk sau khi vị giám đốc điều hành CEO hãng xe điện Tesla tuyên bố tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho một cử tri ngẫu nhiên ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến của ông. Trước đó, tại buổi vận động tranh cử ở Harrisburg, bang Pennsylvania, Mỹ, hôm 19 tháng 10, do America Pass, một ủy ban hành động chính trị do CEO của Tesla thành lập nhằm tài trợ cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức. Ông Musk đã hứa hẹn sẽ trao tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông, ủng hộ chính án thứ nhất và thứ hai về đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu vũ khí. Ngày sau đó, ông đã trao tấm xét trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho một người tham dự buổi vận động tên là John Rehe. Hôm 20 tháng 10, ông Moose cũng đã tặng 1 triệu đô la Mỹ thứ hai cho một người phụ nữ tại một buổi vận động khác ở thành phố Pittsburgh, Pennsylvania theo bài đăng của America Park trên mạng xã hội X. Theo trang web của America Park, Điều kiện để có thể nhận được 1 triệu đô la Mỹ là cử tri phải là người ký vào bản kiến nghị, đã đăng ký và sinh sống tại một trong 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Mỗi cử tri của Pennsylvania ký tên vào bản kiến nghị sẽ được cung cấp 100 đô la Mỹ và nếu giới thiệu được cử tri khác trong bang ký tên cũng sẽ được nhận 100 đô la Mỹ. Trong một tuyên bố đăng trên chương trình Meet the Press của NBC, thống đốc Pennsylvania ông George Shapiro cho rằng kế hoạch của tỷ phú Musk tặng tiền cho cử tri rất đáng lo ngại và đây là điều mà cơ quan thực thi pháp luật có thể xem xét. Theo hướng dẫn về tội phạm bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ, việc trả tiền cho một người với mục đích thưởng hoặc dụ dỗ họ đi bầu hoặc đăng ký đi bầu là một hành vi phạm tội và có thể bị phạt tù. Hành vi này không chỉ giới hạn ở việc tặng tiền mà còn những vật có giá trị như rượu hoặc hình thức quay sổ số. Hiện tỷ phú Musk chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên.